Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện một đối tượng vận chuyển hơn 5 kg ma túy đá được ngụy trang kín đáo đang trên đường vận chuyển từ Quảng Châu, Trung Quốc về tỉnh Quảng Ninh vào trưa mùng 10 tháng 10. Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho biết hiện đang xét nghiệm những bịch ni lông chứa ma túy này. Đối tượng là Nguyễn Thị Thùy Linh, trú tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, bị bắt khi đang di chuyển trên xe khách qua địa phận xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Tang vật thu giữ là 16 túi ni lông, gồm 2 túi chứa các hạt tinh thể màu trắng, 2 túi chứa các hạt tinh thể màu trắng đục, 10 túi màu bạc chứa các viên nén màu vàng hình trụ tròn, trên bề mặt mỗi viên đều in chìm hình ngôi sao và 2 túi chứa các viên nén màu vàng nhạt in chìm chữ V kép. Các túi được cất giữ kỹ bên trong một chiếc đồng hồ tranh điện tử kiểu đèn LED, tổng trọng lượng các túi là 5 kg. Linh khai nhận là người vận chuyển số ma túy đó với tiền công là 20 triệu đồng. Hàng từ Quảng Châu, Trung Quốc sẽ đưa qua Móng Cái, Tuồn về Hà Nội tiêu thụ. Nhiều phải không nhỉ?